Vậy xin chào cả nhà nhé. Nên lên video này là video tri ân nha cả nhà ơi. Thì các bác chốt đơn thì liên hệ cho em theo số điện thoại em ghim trên bài nhé. Cảm ơn tất cả anh chị mình rất là nhiều. Thì hôm nay không để mất nhiều thời gian của toàn thể các anh chị nhà mình nữa, thì em nên xin lên đơn hàng luôn cho cả nhà mình sưu tầm nhé. Mặt hàng hôm nay đầu tiên gửi đến cả nhà là mặt hàng trầm lòng đỏ này, rất là đẹp luôn nha. Hôm nay một chậu trầm lòng đỏ này em xin chia sẻ với giá là 95 ngàn nhé. Đó, rất là đẹp luôn, 95k một chậu. Và em đi đơn từ 2 chậu nha, 2 chậu là em bao ship nha các bác ơi. 95 ngàn một chậu, 2 chậu như này là em bao ship nha. Đó, rất là đều đẹp như này luôn ạ. Đó, cứ 2 chậu rồng đỏ này em bao ship 95k một chậu nha. Tính ra giá cực kỳ yêu thương cho cả nhà mình sưu tầm luôn đấy ạ. Chậu nào cũng đều như chậu nào hết nha, rất là xinh luôn ạ. 95 ngàn một chậu nha. Cái này nói chung số lượng không có nhiều đâu các bác. Có một số nên em chiên cho các bác nhà mình để các bác nhà mình sưu tầm cho nó dễ nha. Đó, rất là đẹp luôn. Tiếp theo em lên cho cả nhà một cái dòng tiếp theo là hoa lan DH77. DH77 thì em lên cho cả nhà hôm nay hai mã. Cái mã đầu tiên là chậu sẽ là hai thân như này. Hai thân như này thì em bán với giá là 200 ngàn một chậu. 200 ngàn một chậu nha. Hai chậu là 380 ngàn bao ship. Đó, hai chậu là 380 ngàn em bao ship nha. Mã thứ hai em gửi đến cả nhà này. Mã thứ hai thì là một chậu nó sẽ là ba thân. Ba thân như này. Thân nó sẽ dài từ 30 cho tới 50 cm. Mã số 2 nha, là 250 ngàn một chậu. 250k một chậu nha. Đó, hai chậu là 480 ngàn bao ship. Quá trời rẻ luôn. Nói chung là hàng nhà em thì các bác nào mua biết rồi đó. Nó cứ dài cho mình cho các bác là từ 30. Nếu mà chậu, nếu mà mã số 2 nha, 30. Nó cũng xem tầm 30 thôi. Còn tầm 26-27 thì nó cũng gần gần 30 rồi. Cho đến 50 cm nha, rất là đẹp luôn. Đó, bác nào chốt mã nào thì alo cho em gái nha. Hoặc là mã 1 này cũng đẹp, nói chung mã 1, mã 2 đều đẹp hết. Mã nào cũng xinh hết. Tiếp theo gửi đến cả nhà là một cái mã quế trắng tháng 8 này. Quế trắng tháng 8 nha. Đây, em sẽ bán cái mã như này cho các bác dễ sưu tầm này. Nó đều cây này. Cái này thì nó sắp đến mùa hoa này các bác ơi. Một số cây nó khỏe thì nó sẽ có hoa trước, một số cây nó yếu hơn thì nó sẽ có hoa sau nha. Quế trắng tháng 8 thì thường em chia sẻ với giá là 250 ngàn một chậu. Thì hôm nay em chia sẻ với cả nhà với giá là 200k một chậu. Đó, 200k một chậu, 2 chậu là 390 nghìn bao ship. Đó, một chậu thì không bao ship đâu các bác nhé. 200 nghìn một chậu, 2 chậu là... 2 chậu là 380 nghìn. 380 đi. Đấy, số 8 thì nó đẹp. Đây, đấy chưa? Đang có nụ nè. Đấy, các bác thấy không? Những cây khỏe nó sẽ đang lên nụ này. Đó, cứ 2 chậu như này là 380 nghìn bao ship nha. 1 chậu là 200k. 1 chậu là 200 ngàn. Đó, bây giờ nói chung nó đến mùa hoa rồi. Trước sau gì nó cũng lên. Đây, cái này đang nứt này. Cái này đang nứt hết rồi. Đó, cây đang lên rất là đẹp luôn. Rất là xinh luôn nha. Có 200 ngàn một chậu, quá rẻ lắm các bác. Hàng rừng các bác mua về bây giờ nó cân ký nó vào bao nhiêu rồi. Mà cái này hàng thuần rồi đúng không ạ? Rồi cái mẫu thứ hai em gửi đến cả nhà là một cái mẫu rồng đỏ này. Một chậu rồng đỏ này nó rất là nhiều thân luôn nha. 2, 4, 6, 7 thân. Trung bình có một chậu 7 thân như này nhá. Một chậu 7 thân như này. Đó, em bán một chậu 7 thân như này với giá là 150 ngàn. 2 chậu là 250k bao ship. Một chậu là 150, hai chậu là 250 bao ship. Bán quá tri ân cho cả nhà luôn. Đều hết, chậu nào như chậu nào 7 thân hết nha. Chậu nào mua mã nào thì ok cho em ạ. Tiếp tục gửi đến cả nhà là một cái dòng này là Dendro bông trắng mili hóc màu tím nha. Có hai chậu thôi, 350 ngàn một chậu. Đó, có hai chậu thôi nhá, 350 ngàn một chậu. Quá rẻ luôn đúng không các bạn? Tiếp theo gửi đến cả nhà một cái dòng này. Giả pháp nha các bác ơi. Đây ạ. Giá pháp nha em. Cây đang lên rất là sum như này. 160.000 một chậu này thôi nhá. 160k cho một em giá pháp. Cứ lấy hai chậu là em bao ship nha. 160. Rồi, tiếp tục gửi đến cả nhà một cái dòng tiếp theo là Đại Ý Thảo Xuân Lâm Đồng. Đại Ý Thảo Xuân này, trời ơi tao nói nó sum. Sum khủng khiếp luôn các bác ơi. Nè. Đó, Đại Ý Thảo Xuân nha. 180.000 một chậu thôi ạ. 180 nhá. 180k một chậu hoa lan Đại Ý Thảo Xuân. Quá rẻ và quá đẹp luôn. Đó. Các bác cần mua gì nữa thì cứ liên hệ với em nhé. Hôm nay em xin phép lên video tới đây ạ.
Đó, trắng ruby này. Trắng ruby này thì 350.000 một chậu. Đó, bác nào có nhu cầu sưu tầm thì cứ alo em. Đó. Rồi em xin chào cả nhà nhé.